Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ làm một số nhiều chủ đề. Video này mình sẽ làm rất nhiều chủ đề nhé. Và mình cùng trả lời thắc mắc của một số bạn, đó như là cách nạp tiền và rút tiền trong này, trong cái game này như thế nào. Và đây là cái game của Group Bitest. Thì mình không giỏi tiếng Anh cho lắm, nhưng mà sau video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hai dự án. Thì không phải là hai dự án nữa, mà hai cái này mình hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền một hai dự án tiếp theo. Và sau đó là mình sẽ công bố kết quả của ngày hôm qua. Mình có làm event là tặng cái đồng token mút 5 đô cho hai bạn máy mặn chọn đúng con số của đặc biệt giải XSMB là số số miền Bắc nhá, hai con số cuối của giải đặc biệt và còn là giải nhất. Rồi mình sẽ vào vấn đề rõ luôn. Đây thì có bạn mình hỏi là cách rút tiền và nạp tiền ở trong cái game này như thế nào. Đây nhé, thì game này thì trước khi mình hướng dẫn bạn thay cách nạp tiền thì các bạn cũng phải mình cũng nói sơ qua. Khi các bạn tham gia vào cái game này, các bạn phải mua một gói nhé. Đây các bạn nhấn vào đây này, mình cũng giới thiệu cụ thể luôn. Đây nhấn vào cái này và mua một gói, nhấn vào cái sang một pack. Đó, gói tối thiểu, gói thấp nhất là 299 TRX, là trị giá là khoảng, để mình tính xem nào. Bây giờ giá của nó là 0.09 nha, 0.9 là 9 đô, 9.327. Nói chung là mình ước tính khoảng rơi vào sắp xỉ gần 30 đô. Đấy, là các bạn phải đầu tư vào cái này. Các bạn mua là ở đây các bạn có một vùng đất này, một con gà này, một hạt giống ngô này và 10 hạt nước. Đấy, nhưng mà các bạn yên tâm nhé, khi các bạn mua những cái gói này rồi đấy thì các bạn sẽ được kiếm tiền mãi mãi cho các bạn luôn. Có việc các bạn tạo ra trứng này, có nghĩa các bạn dùng đất để trồng thức ăn, để tạo thức ăn cho gà và cho tạo ra bông ngô ấy, và mua và lấy thức ăn nuôi cho gà sẽ đẻ, ngoài ra nước sẽ tưới nước cho cây và gà để sẽ ra trứng. Thì ví dụ các bạn đẻ ra trứng thì các bạn có thể lên sàn và bán. Thì trong này có rất nhiều nhé, các bạn có thể lên đây và lát nữa mình sẽ chỉ các bạn. Thì các bạn có thể lên đây và lên sàn mua bán. Đấy, thì nó tặng các bạn sẽ được hai con gà. Thì ví dụ một ngày các bạn sẽ nhận được hai quả trứng. Thì nhá, hai quả trứng mình đã đơn giản, ví dụ 10 ngày là thành 40 quả trứng nhá. Một ngày là hai quả, 10 ngày là 20 quả trứng. Bây giờ mình sẽ vào trader game cho các bạn xem. Đây là cái sàn của cái game này. Đây, đây các bạn tìm những quả trứng nhé. Các bạn tìm vô những cái chủ quả trứng ấy, thì các bạn có thể bán. Đây, ngoài ra các bạn có thể mua bán nước này, giá cực kỳ là rẻ. Một hạt nước thì khá là rẻ thôi, không có đắt đâu. Thì hôm bữa mình vô đấu bán có cả trứng nha. Đây, hôm bữa mình không biết là nằm đâu đấy. Nói chung là trứng bán được nhá, trứng bán được nhưng mà mình không biết là nó nằm ở phần nào. Hôm bữa là mình có bán cả ấy đấy, nước này, mua bán được này, hình như là trong cái tụ đồ, nhưng mà mình hiện tại là mình ít giao dịch là mình cũng không biết nằm đâu rồi. Toàn thức ăn này, đất này. Thì các bạn tìm hiểu sau nhé. Thì bạn nào muốn đầu tư ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu sau. Thì nhưng mà các bạn có thể chi ra 30 đô thì các bạn có thể tham gia. Rồi và bây giờ mình sẽ cho các bạn cách nạp và rút cái đồng này. Đây các bạn đây các bạn nhấn vào cái phần này nhé. Đây các bạn nhấn xuống và các bạn có thấy chữ TRX không? Đây các bạn nhấn vào. Rồi các bạn nhấn vào giao sheet nhé, hoặc là các bạn quyết định tùy các bạn thôi. Đây các bạn giao sheet, các bạn nhấn vào đây thì có một cái nút thì các bạn phải đồng ý, xong nó hiện cho bạn cái địa chỉ này, các bạn copy này. Các bạn có thể dùng cái Vitron link hoặc là các bạn gửi từ sàn. Đấy, các bạn dùng sàn nào thì các bạn gửi về sàn đó. Thì các bạn vào đây các bạn mua một gói đó thì các bạn sử dụng. Thì ngoài ra các bạn phải gửi thêm một chút nữa, gọi là ví dụ các bạn muốn làm ăn lâu dài thì các bạn nha, các bạn chơi là ví dụ các bạn nuôi được nuôi gà để trứng ấy, để trứng xong các bạn lấy trứng thì các bạn có thể bán trứng xong các bạn
mua thêm con gà khác này, các bạn cứ nâng cấp dần dần. Tại trò chơi này cực kỳ là uy tín vì nó hoạt động hơn 1 năm rồi, mình biết là khá là lâu rồi đó. Rồi thì bạn nào muốn tham gia cái đó thì mình nói rõ trước nhé, thì các bạn phải nạp tối thiểu là 30 đô, 30 gần 30 gì 30 đô các bạn mua một gói nó rẻ hơn thì các bạn sẽ nhận được 2 con gà và 10 hạt giống và để một vùng đất cả nước gì đó, cái này mình có nói qua rồi. Và hôm nay cùng một điều quan trọng thứ hai thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai chi tiết, thì hai cái dự án này cực kỳ là hot nhá, hot. Thì dự án đầu tiên mình khá là bất ngờ thì cái mạng xã hội Tigwit này thì ở đây thì nó không hiện nhỉ, không hiện thì các bạn có thể dùng điện thoại thì nó cho phép các bạn cách bật kiếm tiền nhé, nó không khác như một cái YouTube và một cái nhiều cái như code đấy, như một cái trang mạng code hoặc là YouTube đó, thì nó có phần thì các bạn có thể ở đây thì mình không check ra được, nhưng mà trong điện thoại nhé, trong điện thoại thì nó cũng mới cập nhật về đây thôi, nó có chữ hình như có chữ hơn này, ở đây không có nhỉ, đây giờ tin nhắn thương mại không phát, thì nó cũng còn chữ là rút tiền mà mình ở đây cách bật kiếm tiền tài khoản nhá. Cách bật kiếm tiền thì các bạn phải đủ ít nhất là phải 1.000 lượt theo dõi đấy, 1.000 lượt theo dõi trong cái hồ sơ của các bạn ấy đây, 1.000 lượt theo dõi và các bạn phải hoạt động ít nhất phải 30 ngày là các bạn có thể bật được kiếm tiền đây. Ngoài ra các bạn có thể dùng kiếm tiền như chẳng hạn như nhận các bạn nhiều like hoặc là nhiều lượt xem đấy thì các bạn được nhận tiền đó, cũng kỳ là hay. Rồi đó là chi tiết, đó là cách kiếm tiền trên bật kiếm tiền trên Tigwit thì các bạn phải sử dụng phải đủ 1.000 lượt lượt theo dõi. Rồi và cái thứ hai đó như là cây trang mạng code, nó tương tự như cây YouTube thì đây, và đây số tiền mình đã kiếm được đó, thì các bạn cũng có việc là chỉ có việc đăng video, đây là sản phẩm của tôi đây, các bạn có việc đăng video thôi và cái này trả tiền sau 1 tuần đây. Đấy, sau 1 tuần làm việc thì có nhiều bản là mỗi tháng các bạn mới có kiếm được mấy mấy triệu đấy, nhiều bản là kiếm được rất nhiều tiền đấy, các bạn xem. Thì bạn nào quan tâm về hai dự án này ấy, thì các bạn có thể cùng liên kết đấy, cái này đặc biệt nhá, cái này tôi đang mỗi ngày các bạn được 30 like là có nghĩa các bạn like video của người ta các bạn cũng có tiền, mà các bạn người ta like video của bạn các bạn cũng được tiền đấy. Ngoài ra các bạn sẽ nhận được 2 like, hưởng 2 like nhá, như mình các bạn để ý nhá, mình like này là nó sẽ cộng tiền này đấy, cộng tiền các bạn thấy không đấy. Ngoài ra được hưởng tiền từ quảng cáo này, nó cực kỳ là hay, cái này không cần phải đòi hỏi cái chế độ nào hết, các bạn chỉ có cần là tạo một tài khoản và các bạn đăng video lên và đi like đấy, các bạn mỗi ngày các bạn like được 30 like thôi, không có like nhiều đâu đấy. Đây chẳng hạn như mình like bản này này được cộng tiền này. À, sao không thấy nhỉ, để mình cập nhật lại xem nào. Đây các bạn thấy không, đấy được cộng tiền đấy. Rồi đấy thì bạn nào quan tâm về các dịch vụ như thế này ấy, thì các bạn có thể vào nhóm Telegram của mình ấy, thì các bạn vào đó thì cùng tạo ra một liên kết, thì ví dụ cùng hợp tác ấy, ví dụ các bạn cùng tạo ra một cái video thì các bạn like kênh video của mình thì mình sẽ like lại cho các bạn đấy. Ngoài ra thì để làm sao để kiếm được nhiều like, được nhiều tiền ấy, thì các bạn phải tìm hiểu thêm, các bạn phải nạp một số đồng cốt để các bạn để tăng nghi lực, tăng cái doanh thu của bạn ấy, các bạn nạp ra. Ngoài ra thì nếu bạn nào quan tâm về cái cốt TV này thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cụ thể các bạn cách nhận token, thì các bạn cứ mỗi tuần các bạn sẽ nhận được vote, thì có rất nhiều cách kiếm tiền trong này, thì bạn nào quan tâm thì bạn có thể nhấn vào quan tâm, thì các bạn có thể tham gia nhóm, thì mình cũng tạo ra một cái nhóm thì hỗ trợ, ví dụ 100 bạn đấy, 100 bạn vào like với nhau đấy, thì mình cũng like cho các bạn đó, thì các bạn cứ đăng lên là mình like, bạn đăng lên là mình like, cùng tương tác cho nhau, thì nếu bạn nào quan tâm thì cùng hợp tác đấy, cùng kiếm tiền.
đấy, có rất nhiều bản kiếm nhé, nó sẽ trả và có nhiều bản nhá. Đặc biệt thì ví dụ một một video các bạn sẽ nhận được 100 cái đồng cốt này này, ví dụ nhá, đây 100 cái đồng cốt đấy, mình đây là được 287 cốt này đấy. Và hôm hôm bữa là giá cực kỳ là thấp, mà bây giờ nó sẽ đang nó chuẩn bị x3 rồi, nó đang sắp xỉ x3 đấy. Thì nhiều bản thì tất nhiên là mượn vào thì kiếm ít ít, nhưng mà các bạn chờ chờ lên trang các bạn bạn, hoặc là các bạn nếu mà các bạn ví dụ một số bản thì có video nổi lên rồi ấy, thì các bạn có thể rút tiền về ok luôn. Nhưng mà mình không rút nhá, mình đang để khi nào mà cái đồng cốt này lên 1 đô. Hiện tại là cái đồng cốt này 0.02, gần 0.25 gì đó, 0.25 đô, và tương lai nó sẽ lên 1 đô. Và cái tổng khối lượng, tổng cung của cái con này cực kỳ là ít nhé, anh khoảng gần gần 9 tỷ đồng thôi, nên là nhiều người đang ôm rất là nhiều, là tương lai nó sẽ lên 1 đô là bình thường. Ok, và mình cũng không mong có tiếp theo. Thì bây giờ mình sẽ check cho các bạn những bạn nào hôm qua đã tham gia nhé. Tham gia thì hôm nay mình sẽ báo kết quả cho các bạn. Ok, và đây hôm nay về cực kỳ là đẹp nhá, số 7887 đây, 7887 thì có bạn nào không, đây 7221 đấy, hiện tại là chưa chưa có bạn nào. Ok, chưa có bạn nào nhé. Rồi, chưa có bạn nào thì tiếp theo là ngày mai, video này nhá, trong video này luôn thì các bạn cũng comment như cái số như theo thứ tự như thế này. Thì ngày mai mình sẽ chọn ra 3 số. Đấy, khi nào mà có người trúng thì mình sẽ xuống còn 2 số thôi. Ví dụ hôm nay mà ngày mai không có người người trúng, ngày mai mà không có người trúng thì mình sẽ tăng lên thêm người, thêm thêm 4 người. Đó, thì hôm nay mình sẽ tăng lên là 1 người nữa là 3 người. Rồi đội chọn cho mình một con số may mắn cho các bạn nhé. Đấy, thì hôm nay chia buồn thì không ai trúng thưởng từ sự kiện. Thì trong video này thì các bạn cố gắng nhé, các bạn cố gắng may mắn một chút. Thì video này mình sẽ tặng cho 3 người, ok, 3 người may mắn rồi. 3 người may mắn vẫn cứ là cứ mỗi người là 5 đô cái đồng token mút, ok, 5 đô cái đồng mút rồi. Và mình phép dừng video tại đây, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và đừng quên cho mình xin một like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào các bạn.